đây là một MV mà Quyên nghĩ là nhất là một bài hát pop ballad, và trong sự nghiệp của Quyên là một bài hát mà nó rất là nặng nề, cũng rất là đau khổ, bởi vì nghe tựa bài hát nó cũng có chữ tận cùng, thì nó cũng là một cái điều rất là tận cùng trong tình yêu rồi. Hôm nay thì tuy là cái màu MV hơi tăm tối nhưng mà Quyên nghĩ là vẫn sẽ thu hút được mọi người, vì nó có một câu chuyện trong đó. Chỉ hy vọng là mọi người sẽ theo dõi MV này trong ngày sắp tới. Thật ra thì lúc đầu Will tính là cho MV này mình không có đóng, mình cho hai diễn viên khác đóng luôn đó mà, nhưng mà suy nghĩ lại thì thôi mình đóng đi, bởi vì có cảnh đánh nhau quá nên là Will cũng thích. Nhưng mà thấy là hôm nay tập lại thì bỏ lâu quá, từ tấm cám tới giờ là cũng đã gần 2 năm mà tập lại thì hơi mà sức kiểu như là cơ thể mình cũng không còn có dẻo dai như lúc cái đợt mà tập tấm cám tập thường xuyên, nên là cảnh này sẽ là cảnh rất là mệt, mất sức, tuổi già sức yếu ập đến rồi. Nguyên tắc khi đóng phim hành động, diễn viên chỉ được đánh với cascader. Nếu diễn viên đánh với diễn viên thì không phải chỉ giảm máu cam đâu, là sẽ có người thiệt mạng. Tại vì chỉ có cascader mới biết cách té thôi, không biết té là thiệt mạng chứ. còn sống phải té thôi. A few moments later. Hôm nay thì với MV của Will thì mình đóng vai trò nữ diễn viên chính. Từ sáng giờ thì cũng quay từ 5 giờ sáng tới giờ rồi, và bây giờ là 21:40. Thật ra thì thời gian cũng lâu mà mình cảm thấy không có mệt nhiều, tại vì ekip làm việc rất là chuyên nghiệp, rất là nhanh, nên là cũng không có phải gọi là mệt hoặc là stress quá. Nhân vật này thì hơi lạ lẫm với mình một xíu, tại vì đầu tiên là mình đọc kịch bản lần đầu tiên mình nghĩ là cô gái này là một cô gái rất là thánh thiện, và tới với lại chàng nam chính này là người trong giang hồ. Người trong giang hồ thì mình nghĩ là sau này sẽ gặp một bức cách gì đó mà hai người sẽ đến được với nhau. Còn không ngờ là Will đã bẻ kịch bản lại là để cho cô gái này trở thành sát thủ luôn, và Will tự tay bắn chết cô gái. Rất buồn ngủ nhưng bây giờ cũng phải quay. Không quay là hết ngày quay rồi. Thời tiết Hà Nội cực kỳ khủng khiếp. Vào tháng 7. Sợ quá. Những cảnh quay cuối cùng là thật ra là những cảnh quay đầu tiên của câu chuyện. Những cảnh quay cuối cùng của câu chuyện là những cảnh quay đầu tiên. Thì chẳng ngày chi anh sẽ về nơi lúc xưa, ở phố đông người vội vàng quá, ta vô tình chạm nhẹ vào nhau một thoáng mơ mộng để anh ngỡ say một đời. Hai ba mấy chạy theo như thông lệ thường niên,
Ngày hôm nay là ngày thứ hai quay cục bộ của MV này. Ngày hôm qua quay tới 5 giờ sáng xong. Thì lúc đó 5 giờ sáng thì chỉ còn lại là Will với lại với MV rồi với vài người trong ekip. Còn quản lý đã về trước 2 giờ để ngủ. Quản lý đã về trước 2 giờ để ngủ, để ngủ. Thì mà mình cũng không, lúc đó mình cũng không có ai để phụ giúp. Thì lúc đó mình cũng chỉ biết quay thôi, cũng mệt lắm. Mới cố gắng để quay. Xong rồi hôm nay thì được cái là thời tiết rất là đẹp. Mình quay cảnh những cảnh lãng mạn đi chơi ngoài đường đó, với nhiệt độ là 40 độ C. Và đây là thời tiết rất là đắt giá ở Hà Nội vào mùa này. Quay cuối cùng trong siêu thị Hà Nội thì cũng không còn một bóng xe. Rất là mệt, nóng. Đây là cái MV quay nóng, nhiệt độ nóng nhất từ trước tới giờ trong sự nghiệp làm nghề. Đâu, tại Will chọn mấy ngày này nóng mà. Trong sự nghiệp làm nghề và làm ngành. Nóng khủng khiếp. Thật sự là quay lúc đầu nghĩ Hà Nội này cũng không nóng lắm mà ra nóng quá. Thực ra thì đáng lẽ quay cũng nhanh nhưng mà tiến độ hơi chậm là do thời tiết nó bị nóng quá, hơi mệt, mà ai cũng mệt hết nên là quay cũng hơi trục trặc chút. Mà cảm thấy đây là một MV như kiểu đây là một phim ngắn hơn là kiểu như MV ca nhạc, bởi vì có một câu chuyện rất là nhiều tình tiết trong đó, rồi diễn xuất cũng khá nhiều chứ không hẳn là chỉ quay MV hát xinh đẹp lung linh không. Đây cái MV này quy không đẹp lắm, nên quy cũng hơi buồn. Thì nó bị đẹp lung linh kiểu thiên thần. Trước này Nguyên Tàng đóng mấy cái dai hả? Dai ngọt, cướp mà giật dọc không à. Nhưng mà ngầu mà. Thì ngầu quá. Chưa, anh thấy anh chưa được bằng. Chứ anh muốn sao mới ngầu nữa. Tại quá ngầu rồi. Ê, thấy không? Tại ngầu quá thì hy vọng là mọi người sẽ theo dõi MV bộ phim ca nhạc ngắn của Miu sắp tới sẽ ra mắt vào khoảng cuối tháng 7. Cái sự có mặt của nữ diễn viên An Di. Giờ này An Di trên mạng nói vài người. Ok.